Hiện tại, anh Thơ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của một phụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng mỗi chúng ta. Bài suy gẫm hôm nay có tựa đề Tồn tại và phát triển, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Ephesô đoạn 4, từ câu 4 đến câu 16 bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi người chúng ta theo mức độ ban phát của Đấng Christ. Vì vậy, có lời đã chép: Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày và ban các ân tứ cho loài người. Khi nói Ngài đã lên thì có nghĩa gì? Nếu không phải là Ngài đã xuống trong các vùng thấp hơn ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự. Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu. Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Câu gốc hôm nay được chép ở Ephesô đoạn 4 câu 16. Cả thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Gross, một gia đình thượng cổ trong phim hoạt hình, tin rằng cách duy nhất để tồn tại là cả bầy, nghĩa là gia đình nhỏ của họ phải ở bên nhau. Họ sợ thế giới và những người khác. Vì vậy, khi tìm kiếm nơi an toàn để sống, họ vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra một gia đình lạ đang ở trong khu vực họ đã chọn. Nhưng họ sớm học cách đón nhận sự khác biệt của những người hàng xóm mới, tìm được sức mạnh từ những người đó và cùng nhau tồn tại. Họ thấy rằng họ thực sự thích những người hàng xóm và họ cần nhau để sống thật trọn vẹn. Sẽ có những rủi ro trong các mối quan hệ, người khác có thể sẽ làm tổn thương chúng ta. Tuy nhiên, Chúa có một mục đích tốt lành khi kết hiệp các con cái của Ngài lại với nhau trong một thân thể, đó là Hội Thánh. Trong mối thông công với người khác, chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta sẽ nương cậy Chúa để học cách khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục. Chúng ta giúp đỡ nhau bằng cách gây dựng nhau trong tình yêu thương. Khi nhóm lại với nhau, chúng ta sử dụng những ân tứ Chúa ban và cũng học hỏi từ người khác là điều ích lợi cho chúng ta trong bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Khi Chúa dẫn dắt, hãy tìm cơ hội để gắn kết với cộng đồng con dân Chúa. Khi đó, bạn sẽ không chỉ tồn tại mà sẽ làm được nhiều điều hơn thế. Và trong tình yêu thương lẫn nhau, bạn sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời cũng như trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Nguyện tất cả chúng ta đều nương cậy Chúa khi chúng ta bước đi trong mối tương giao với Chúa Giê-xu và với tha nhân. Ai sẽ là những người đồng hành cùng bạn trên bước đường đời? Bạn sẽ làm gì để phát triển những mối quan hệ đó? Giờ này, chúng ta hãy cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa, con muốn trở thành một phần trong gia đình của Ngài. Xin giúp con hoàn thành tốt vai trò của mình để tăng trưởng càng hơn và cũng giúp người khác biết Ngài nhiều hơn. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho mỗi chúng ta sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube.
Kính chúc quý thính giả một ngày mới thoải vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.